Thưa quý vị và các bạn, trong số hơn 20 vụ cháy xảy ra trong năm 2020 thì có 11 vụ cháy nhà mà nguyên nhân chủ yếu là do chập điện hay sự bất cẩn của người dân trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thời điểm rét đậm, nhiều người dân còn có thói quen đốt lửa sưởi ấm trong nhà khiến nguy cơ cháy nổ luôn rình rập. Chiều ngày 27 tháng 12 năm 2020, do chập điện khiến cho ngôi nhà sàn 4 gian của ông Cà Văn Thái, bản Pom Lót, xã Pom Lót, huyện Điện Biên bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại do cháy khoảng 350 triệu đồng. Do là nhà sàn có nhiều vật dụng dễ cháy, ngay cạnh nhà là một đống rơm to để làm thức ăn cho gia súc cũng bị bén lửa, bốc cháy, khiến cho đám cháy ngày càng lớn hơn và có nguy cơ cháy lan sang 4 nhà dân bên cạnh. Chiều hôm ấy, hơn 3 giờ, hai vợ chồng tôi đang ở nhà thì bị chập điện nên nhà bị cháy. Nhà sàn nhiều gỗ, lợp tôn với xốp nên cháy ngày càng lớn. Tôi cũng có chữa cháy nhưng không được. Sau đó lực lượng cứu hỏa đến nhưng chỉ cứu được 4 nhà bên cạnh, nhà tôi không cứu được nữa. Sau vụ cháy, gia đình cũng rút kinh nghiệm không bất cẩn dự trữ những đồ dễ cháy trong nhà nữa, vì trước đây tôi không bao giờ nghĩ lại có thể dễ xảy ra chập điện và cháy như vậy. Thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ những gì còn sót lại sau vụ cháy nhà của gia đình ông Cà Văn Thái, bản Bom Lót, xã Bom Lót, huyện Điện Biên. Điều này thì chúng ta có dễ dàng nhìn thấy được là chỉ cần một sơ suất, một bất cẩn nhỏ trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt sẽ khiến hỏa hoạn xảy ra bất cứ lúc nào. Và trên thực tế thì tại địa bàn tỉnh Điện Biên thì có không ít các gia đình vẫn có thói quen về sử dụng rơm rạ, chất đốt tích trữ trong gia đình. Điều này thì tăng cái nguy cơ cháy nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên, và đặc biệt là những ngày giá rét thì người dân thì thường có thói quen về đốt lửa sưởi ấm. Việc này thì vô tình gây ra nguy cơ hỏa hoạn bất cứ lúc nào. Việc tích trữ chất đốt như rơm rạ, củi ngay cạnh nhà, thậm chí là dưới gầm sàn như thế này là hình ảnh quen thuộc tại các vùng nông thôn, vùng cao của tỉnh Điện Biên. Khi xảy ra chập điện hoặc bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa khi đun nấu sưởi ấm, việc tích trữ vật dụng dễ cháy trong nhà đã tăng mối hiểm họa cháy nổ trong gia đình. Cùng với đó, tại một số tuyến đường giao thông nông thôn, việc xây dựng các mố trụ bê tông hai bên đường đã cản trở lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp cận xử lý đám cháy. Do vậy, việc nâng cao kiến thức trong phòng chống cháy nổ tại chính các gia đình là điều cần thiết hơn bao giờ hết để hạn chế số vụ cháy nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Trong thời gian vừa qua thì trên địa bàn tỉnh Biên thì liên tiếp xảy ra một số vụ cháy. Thế thì nguyên nhân cháy thì chủ yếu là do cái sự bất cẩn của người dân trong việc quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, rồi là sử dụng hệ thống điện. Trước cái tình hình cháy trên thì cơ quan cảnh sát phòng cháy cháy đã tập trung tuyên truyền bằng các cái kiến thức cụ thể trong việc quản lý sử dụng chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt. Đối với nhân dân vùng cao, đặc biệt là vào cái thời điểm mùa hanh khô, việc đốt lửa sưởi ấm cho bản thân cũng như là sưởi ấm cho gia súc gia cầm thì phải đặc biệt chú ý là không được sử dụng nguồn lửa ngọn lửa trần, không được để các chất cháy ở xung quanh nhà, ở dưới gầm sàn. Quá trình sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt thì phải giám sát chặt chẽ, sau khi không còn nhu cầu sử dụng thì phải tắt hết các cái tàn than tàn lửa để không đảm bảo dẫn đến cháy. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tại các chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở sản xuất đã bắt đầu tập kết nhiều hàng hóa, nguyên vật liệu, do đó nguy cơ cháy nổ tăng cao. Để hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, từ tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao, đến tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, hộ kinh doanh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc chủ động phòng ngừa và thực hiện các hoạt động phòng cháy chữa cháy nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân.